Xin chào tất cả các bạn. Trên tay của mình đang cầm một cái yên đặc biệt. Một cái yên đặc biệt nha. Đây là yên của xe Honda Cup 86 đời đầu. Đế sắt. Đây. Xe các bạn từ đời 91 trở về trước. Đúng đời 86. Đây xài yên này. Da zin, mốt zin, đế zin. Đấy. 86 là cái nó có đường sọc này các bạn, sọc đấy. Là zin để làm sao để biết da zin hello, là ở đây chúng ta có cái cọng chỉ này nè, đây cái cọng dây này, giọng nan giật cái cọng dây này với miếng này, với cái miếng này nó ép nhựa lại, còn bình thường lô ở đây các bạn giật ra các bạn sẽ thấy cái đường chỉ nó mai nha, còn zin các bạn sẽ thấy nó ép, ép kín. Là miếng da là gì? À, đế sắt rất là đẹp, chưa mục nha, đế sắt rất là đẹp. Cục cao su đây còn hết luôn, chưa bị nứt. Đó. Quá đẹp nha. Đấy. Các bạn muốn gắn đúng đời xe 86 này rồi, chơi tiền này. Còn muốn rẻ thì chúng ta gắn yên xe 86 đời đời cao, đế nhựa nó sẽ rẻ hơn, còn đế sắt nó mắc hơn. Rồi. Và đây là yên của 86. 50 70 90 xài chung, yên nó không ăn bị phân khối, nó xài chung đời thôi. Rồi yên của 86. Đế sắt đời đầu. Những anh em nào có nhu cầu mua yên gì liên hệ với mình. Phương thức mua hàng của bên mình thì những anh em nào ở xa chúng ta vô lòng chuyển khoản đủ, bên mình ship bưu điện không nhận ship code. Những anh em nào ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua tại shop của mình để xem hàng và lấy hàng. Rồi và các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng đi xe cấp hàng ngày, tại vì hàng ngày mình đều post video lên, và khi các bạn bấm vào nút đăng ký thì mỗi khi mình up video lên nó sẽ có tin nhắn thông báo và chúng ta lên chúng ta xem liền được. Rồi các anh em đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới và bấm cho mình một like nếu cảm thấy video của mình hay và ý nghĩa nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn.